Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 6 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em lại cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg ạ, rất là nhiều những cái mặt hàng lan thuần đẹp, những cây cáo hàng cực kỳ là vip với cái giá vô cùng là yêu thương luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá em báo sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hài Cosi. Cái dòng hài Cosi này cũng là cái dòng lan hài mà sẽ nở hoa vào cái thời điểm là mùa thu. Thời điểm bây giờ thì những cây nào mà mèo nụ sớm là đã bắt đầu là có mèo nụ rồi cô chú anh chị nhé. Hài Cosi, cái loại hài rất là xinh đẹp ạ. Em bán hài Cosi này với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. 0,3 kg chắc là cô chú anh chị thoải mái được một cái phần hài rất là nhiều, ghép khoảng tầm 3 chậu rồi. Tính ra mỗi một chậu hài Cosi này cô chú anh chị bỏ ra có 10.000 thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có một cái phần lan, cũng là dòng lan hài, hài Helen. Khi nói đến cái dòng lan hài của Việt Nam, chắc chắn người ta không thể nào không nhắc đến một cái loại lan hài cực kỳ xinh đẹp, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Cái dòng hài này sẽ là hài, cái loại lan hài khởi đầu cho mùa lan hài ở mùa thu, sẽ nở rất là sớm vào cái đầu mùa thu này. Em bán cả một cái lô hài Helen này, phân bố rất là hẹp nhưng mà lại dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền. Lô này em gọi là lô số 1 này, một cái phần rất là nhiều như vậy thì em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 70.000 cho lô hài số 1 này thôi nhá cô chú anh chị nhá. Chắc chắn về cô chú anh chị phải làm được ít nhất là 2 giò cực đẹp luôn ạ. Hài Helen này hoa rất là sai bông và cực kỳ là dễ cho bông cô chú anh chị nhá. Và hiện tại thì cái dòng lan hài Helen này những cây nào mà nụ sớm là bây giờ cũng đang mèo nụ rồi. Đó, lô số 2 cũng với giá là 70.000, em có 2 lô hài như vậy cô chú anh chị nhá. Và một cái phần nhất điểm hoàng xanh mướt luôn này, 40.000 cho cả một cái lô dòng lan nhất điểm hoàng này ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo hàng cân này cho em. Em bán với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng hoa với những cái cánh hoa màu hơi ngà vàng với thọng cam cực kỳ là nổi bật luôn. Sau bên này đây thì em có cái dòng lan, cái dòng lan này là hoàng thảo thập hoa cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo thập hoa này em thấy là người ta ghép và buộc ở hàng cực rẻ thôi ạ. 100.000 cho 1 kg hoàng thảo thập hoa này thôi. Những cây thập hoa này em thấy là nhiều người ta buộc ở những cây, ví dụ như cây cau, cây dừa trước cửa nhà, khi mà sổ hoa cũng cực kỳ là tuyệt vời luôn, với những bông hoa sắc hồng rất là xinh đẹp ạ. Đó, hoàng thảo thập hoa, xin nhắc lại giá chỉ có giá là 100.000 cho 1 kg. Bên này thì em có một cái lô thanh đạm sữa không nhiều ạ. Đó, một lô duy nhất này thôi, 30.000 cho lô thanh đạm sữa này, với những chùm hoa trắng sữa rủ dài và rất là sai bông. 30.000 cho chỗ này cô chú anh chị về ghép được 2 chậu nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo nghệ tâm, hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng ạ. Một cái lô cực nhiều như thế này, chắc là nơi khác người ta phải bán khoảng tầm 70-80.000 ạ. Thì ở đây cả một cái lô nghệ tâm đẹp như thế này em bán với giá là 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. 50.000 cho hoàng thảo nghệ tâm thân mập nụ và hiện tại đang lên mầm gốc rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái bông hoa rất là xinh đẹp của dòng hoàng thảo nghệ tâm ạ. Cô chú anh chị này dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn. Sau bên này đây sẽ là cái dòng hỏa hoàng cam nhé cô chú anh chị nhé. Hỏa hoàng cam ạ, thân nụ rất là xinh đẹp như thế này, cái dòng hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam này thì hoa ở đầu ngọn và bông hoa rất là to, cánh trắng và đặc biệt là cái lưỡi của nó là màu đỏ cam rất là nổi bật luôn ạ. Trên cái cánh hoa màu trắng mà hoa rất là to luôn nhé. Em bán với giá là 260.000 cho 1 kg. Cái dòng này không phải là hỏa hoàng cam mà đây là dòng lan bạch hỏa hoàng chứ cô chú anh chị. Bạch hỏa hoàng 260.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg. Với 0,2 cô chú anh chị sẽ được một lượng hàng rất là nhiều như thế này.
để bảo cô chú anh chị về ghép sưu tầm luôn nhé, dòng bạch hỏa hoàng này nhá. Bên này đây thì em có một cái combo là những cái cây hoàng nhạn hàng nhỏ giống. Cái lô này thì chắc là khoảng tầm trên chục cây hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Chắc là tầm trên chục cây hoàng nhạn này. Đó, cái màu mặt hoa vàng ươm thơm nức luôn này. Hơn chục cây hoàng nhạn này với cả một cái rề gà tròn của vùng Cao Bằng. Khỏe khỏe như vậy ạ. Cả cái combo này em bán với giá là 60.000 cô chú anh chị nhá. 60.000 cho cả cái combo hoàng nhạn này đấy ạ. Và cũng là cái dòng lan hài cô chú anh chị nhìn cho em này. Những cây lan hài vệ nữ cô chú anh chị nhìn ạ, rất là xinh luôn ạ. Dòng lan hài vệ nữ này cô chú anh chị này, hay còn gọi là tiên hài đấy ạ. Ngắm thân lá xanh mướt không như vậy thôi cũng đủ mê rồi ạ. Và một cái chậu lan hài vệ nữ như thế này em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu lan hài vệ nữ cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một cái chậu lan hài vệ nữ, ngắm thân lá thôi cũng rất là xinh rồi và bông hoa to đùng luôn cái dòng lan hài vệ nữ này. Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hàng Pháp, một cái dòng lan mà rất là nổi tiếng về cái độ sai bông cũng như là sắc tím hồng cực kỳ là tuyệt vời của nó đây cô chú anh chị này. Giả hàng Pháp đây cô chú anh chị nhé. Trước đây mỗi hộp thân hơn 100.000 luôn, hoa sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Sai hoa một cách tự nhiên và dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn. Thì một cái chậu giả hạc pháp này cô chú anh chị thấy ạ, chậu nào cũng như chậu nào cực kỳ là sung xuê và đẹp luôn như thế này ạ. Để cô chú anh chị về sẽ thưởng thức hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, rất là đẹp, chậu nào cũng như chậu nào và giá của nó chỉ có 120.000 cho một giò thôi. Đó, 120.000 cho một cái giò giả hạc pháp này thôi ạ. Cái mặt bông của nó đây cô chú anh chị nhé. Ở bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Hawaii. Hawaii cũng vậy, chỉ cần 1-2 bông Hawaii nở thôi là thơm nức nở cả khu vườn rồi ạ. Cái chậu Hawaii như thế này cũng là cái dòng hoa nở Tết, rơi vào ít nhất là từ 5 thân trở lên đấy cô chú anh chị. Hàng đi ngọn cực khỏe và đẹp như thế này này. Đó, chuẩn Hawaii cô chú anh chị nhé. Mà trước đây mỗi một cái giò như thế này phải rơi vào 500-600 ạ. Hiện tại một cái chậu Hawaii như này em bán chỉ có 110.000. Thực sự nó quá là rẻ so với cái vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như là cái hương mà nó mang lại cho người thưởng thức của chú anh chị ạ. Có 110.000 trong cái chậu giả hạc Hawaii rất là nhiều mầm xanh và đẹp như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu thiên nga, dòng thiên nga cô chú anh chị nhìn cho em. Những cái chậu thiên nga này thì người ta đã trồng thuần trong chậu rất là lâu rồi, đã trồng thuần trong chậu rất là ổn định bằng cái giá thể vỏ thông. Nên là về cô chú anh chị không cần phải sang chậu đâu, mà cây này là cây năm 3, năm 4 hết rồi. Nên chắc chắn là đến cái mùa hoa tới, mùa đông cũng như Tết tới này, cô chú anh chị có thể ngắm được ngắm những cái bông hoa thiên nga vô cùng là trang nhã và đẹp luôn đấy ạ. Em bán một cái chậu thiên nga như thế này chỉ có giá là 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Một chậu thiên nga 110.000. Dạ, sang bên này đây sẽ là trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ. Không phải tự dưng mà người ta gọi cái dòng này là cái dòng lan trầm cổ đâu ạ. Cái thân của nó khi mà đạt trưởng thành cô chú anh chị, đạt đến trăm đến độ trưởng thành nó phải dài tầm cả 2 mét nhé cô chú anh chị nhé. Thân nó có thể đạt to như là cái ngón chân cái luôn. Khi mà nó còn xanh như thế này thân nó sẽ xanh này cô chú anh chị này. Còn đang đi ngọn thân sẽ xanh. Khi mà càng già và đi vào giai đoạn thắt ngọn là thân sẽ chuyển sang màu xoắn đỏ. Đặc biệt là cái màu sắc hoa của nó tím đậm đà cực kỳ luôn. Đấy, đây là cái màu mặt hoa của trầm rồng đỏ. Còn riêng trầm cổ nó còn tím đậm hơn cái mặt hoa trầm rồng đỏ này cô chú anh chị nhá. Đấy, mặt hoa của trầm cổ rất là đẹp luôn. Thì một cái chậu trầm cổ như thế này này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một giò. Và cũng rơi vào ít nhất là một chậu như vậy cũng rơi vào ít nhất là 5 thân hoặc là 6 thân trở lên ạ. Chậu nào cũng như chậu nào rơi vào ít nhất là 6 thân trở lên. Cô chú anh chị mà sở hữu cái chậu lan này, cô chú anh chị chỉ cần chăm 1-2 năm thôi, cuối năm này được thưởng thức hoa rồi. Nhưng mà để có một cái tác phẩm gọi là một siêu phẩm, chỉ cần 1-2 năm là có một cái siêu phẩm trầm cổ rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm trắng này cô chú anh chị này. Trầm trắng thì hôm nay em cũng sẽ bán giá rất là yêu thương luôn. Trầm trắng, trầm rồng đỏ, trầm trắng, nói chung là trầm rồng đỏ, trầm đỏ hay là trầm trắng, mỗi một cái loại lan nó có một vẻ đẹp riêng. Cái trầm trắng đấy ạ, những cái chậu trầm trắng dây ít nhất là 5 thân, hoa trắng không tì vết nhé, cho cô chú anh chị nào yêu thích cái màu trắng hoa thanh khiết và cái mùi hương thơm tuyệt vời của nó ạ. Giá một cái chậu trầm trắng như vậy em bán với giá là 110.000 thôi, dây ít nhất là 6 thân. À, ít nhất là 5 thân hoặc 6 thân trở lên, 110.000 cho một chậu trầm trắng nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng dendro. Dendro đột biến hoa vàng và họng đen, đây là cái mặt bông của cái dòng dendro này đây cô chú anh chị nhé. Cái mặt bông của dòng dendro này đây ạ. Đó. Và
Cô chú anh chị có thể thấy là một cái chậu dendro như thế này, giá trên thị trường cách đây một ngày người ta bán với giá là 250.000 bao ship. Đó, đấy là cái shop người ta đã bán rất là rẻ luôn rồi cô chú anh chị này. Có những nơi người ta bán một cái chậu trầm như vậy lên đến là bao nhiêu ạ? 350.000 cho một cái chậu chậu dendro vàng mắt nâu nhá cô chú anh chị nhá. Và ở đây một cái chậu của em nó đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Chậu nào cũng như chậu nào phải rơi hào vào hơn 3 thân. Đẹp như vậy cô chú anh chị nhá. Dòng dendro vàng mắt đen hay là họng nâu đen thì em bán có 190.000 thôi ạ. Cô chú anh chị yên tâm là khi mà cô chú anh chị lấy hàng bên em, đảm bảo cô chú anh chị về cái giá cũng như là cái mặt đông, là chuẩn mặt đông cũng như là chuẩn giá cho cô chú anh chị. Không phải lo, cô chú anh chị không phải lo là mua hớ, mua đắt cô chú anh chị nhé. Đảm bảo giá rẻ cho cô chú anh chị. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng này cô chú anh chị này. Duy nhất một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng này thôi, 190.000 cho chậu 5 cánh trắng họng hồng này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng dendro úp mắt đen. Cái dòng dendro úp mắt đen này hoa sẽ là cánh hoa tím nhé cô chú anh chị nhé. Thậm chí còn tím hơn cả kèn. Và một cái chậu như thế này phải rơi vào hơn chục thân. Hơn chục thân cô chú anh chị ạ. Đẹp mê ly luôn như vậy. Ngắm thân lá không đủ mê rồi đúng không ạ? Em bán một cái chậu dendro úp này, mắt đen này ạ. Độ bền, có đủ độ bền, độ thơm và độ đẹp để mà gọi là đủ các tiêu chuẩn để mà thưởng thức cô chú anh chị nhé. Dễ thuần, dễ chăm. 250.000 cho một cái chậu dendro úp mắt đen này. Thì cái riêng cái dòng này ấy thì riêng cái dòng này thậm chí nó còn đen tím hơn cả, tím đẹp hơn cả kèn luôn. Sang bên này đây thì em có những cái cây gọi là cây gì đây nhỉ? Đây là những cái chậu Cattleya, dòng lan cát mini. Cô chú anh chị nhìn thấy hiện tại lên rất là nhiều mầm. Mà hàng này ấy thì cho mình hoa quanh năm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây là nói là cát mini nhưng bông hoa của nó rất là, cũng rất là to và xinh đẹp như thế này. Cái màu sắc hoa cam đỏ rất là đẹp như vậy nhá. Thì một cái chậu cát vô cùng dễ trồng dễ chăm, cho hoa quanh năm như vậy em bán 90.000 cho một giò. Và bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử cô chú anh chị ạ. Chậu thân mập nú và rất là nhiều cặp lá như thế này này. Bản lá to, tròn và ngắn, rất nhiều cặp lá như vậy, có 70.000 cho một giò thôi. Vừa thứ nhất là vừa tạo không gian xanh, cái thứ hai là nó mang cái tác dụng cực tuyệt vời, đó là vừa loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí hay là loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi, tạo ra một cái không gian rất là trong lành cho những cái thành viên mà sở hữu những cái cây này này cô chú anh chị này. Sang bên này đây sẽ là những cây lan vũ nữ, mà là những cái dòng lan vũ nữ phải nói là đáng sưu tầm nhất. Nếu như ai mà chơi lan dòng vũ nữ thì chắc chắn không thể thiếu những cây vũ nữ này cho sân vườn của nhà mình đâu ạ. Vũ nữ thì nó có một cái đặc điểm mà rất là đáng chơi ở chỗ là cho mình hoa quanh năm này. Cây khỏe, hoa bền và thơm cô chú anh chị nhé. Hoa bền thơm cho hoa quanh năm, chứ không phải là như dòng lan rừng cho hoa một năm là một lần. Nhưng những cây vũ nữ này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm ạ. Bền và thơm, dễ thuần, dễ chăm cô chú anh chị nhé. Và đây sẽ là những cây lan vũ nữ gọi là đáng sưu tầm nhất trong tất cả những dòng vũ nữ. Đầu tiên sẽ là vũ nữ Socola Baby. Một cần hoa nở của vũ nữ Socola Baby này phân nhánh chi chít luôn. Đó, một cần hoa dài cả mét và phân chi chít nhánh. Nên là chỉ cần một chậu có một cái ngồng hoa như vậy thôi cũng đủ đẹp mê mẩn và đủ thơm đẹp tuyệt vời luôn rồi. Em bán 180.000 cho một cái chậu vũ nữ Socola Baby này. Đó, chậu đang nụ hoa cô chú anh chị nhé. Chậu đang nụ hoa. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan vũ nữ, cũng là cái dòng lan vũ nữ mà có mặt hoa cực kỳ là độc đáo và đẹp luôn. Đó là cái dòng lan vũ nữ cam lửa. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, giả hành siêu bự tràng đẹp như thế này này. Vũ nữ cam lửa hay còn gọi là vũ nữ mèo cam. Chậu nào cũng đang có nụ và nó sẽ phân, cũng phân rất nhiều nhánh nhé cô chú anh chị nhé. Giả hành cực bự luôn, quá là đẹp luôn như vậy. Cũng là 180.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì sẽ là vũ nữ hoàng hậu xanh. Dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này cần hoa cũng sẽ dài cả mét, thoải mái cô chú anh chị uốn tạo dáng theo sở thích của mình. 140.000 cho một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh thôi. Chậu rất nhiều giả hành và hứa hẹn một mùa hoa tuyệt vời ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc nữ này cô chú anh chị này. Ngọc nữ cũng đang nụ rất là đẹp luôn. Nó giả hành thì quá là khỏe, cây cực khỏe và đẹp như thế này. Dòng ngọc nữ 180.000 cho một chậu và chậu cũng đang có nụ nhé cô chú anh chị nhé. Ngọc nữ 180.000 cho một chậu. Bên này đây sẽ là dòng hoàng tử áo trắng. Những cây hoàng tử áo trắng này em bán một chậu sẽ là một chậu hoàng tử áo trắng này này.
với giá chỉ có giá là bao nhiêu nhỉ? 180.000 cho một chậu hoàng tử áo trắng nhé. Một cái phần hương vani dài mượt mà và rất là đẹp như thế này thôi luôn ạ. 70.000 cho cả phần hương vani này, xanh mướt luôn. Rồi sang bên này đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng lan cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp đẹp luôn, những cái giò cáo, những cái giò lan thuần hoàng nhạn. Rất là đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đấy, đặc biệt là những cái giò cáo nguyên bản, những cây cáo lá xếp rất là đẹp luôn trong buổi tối ngày hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị. Xin phép em được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Tiên ạ, em có một hình quế lan hương duy nhất thôi ạ. Những cây quế lan hương lá xếp rất là đẹp như thế này. Quế lan hương, quế trắng, chuẩn quế trắng tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Nhiều cô chú anh chị cũng nghĩ rằng là cây tam bảo sắc, nhìn lá là cô chú anh chị thấy nó khác nhau nhé. Quế trắng tháng 8, một cây nhỏ như thế này thôi cũng đủ cô chú anh chị có một cái giò quế rất là đẹp, rất là thơm để thưởng thức luôn rồi này. Một nhánh quế nhỏ thôi ạ. Thì cái chậu phần quế này chắc chắn là cho cô chú anh chị một hoa, mùa hoa quế rất là xinh luôn rồi. Em bán cái hình quế lan hương này với giá 3 ngọn quế xếp đẹp lắm luôn ạ. Với giá sẽ là 220.000 cho cái hình quế lan hương này cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây ạ, em có những hình dáng hương đuôi cáo, hàng hôm nay đẹp mê luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hình này em gọi là cái hình cáo số 1 này, hàng vừa bóc rừng trong ngày luôn. Một mẹ, hai con, ba con luôn cây này. Cây này ba con. Ồ, cái hình này hình như nó là nguyên một dề đấy cô chú anh chị, cùng kiểu cây luôn. Một cặp dáng hương đuôi cáo này đủ cô chú anh chị về làm một cái giò đẹp mê nhá cô chú anh chị nhá. Một cặp cáo rất là đẹp. Một cặp hình cáo, đây một cây là một mẹ hai con. Một cây rời cần hoa dài vừa rồi dài cả 50 cm. Đẹp, đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Cái hình dáng hương đuôi cáo này này. Đó, cái mùa này kể cả ngay cả những cô chú anh chị mà chưa bao giờ chơi cáo cũng có thể ghép được nhá. Em bán cái hình dáng hương đuôi cáo này là 140.000 cho cái hình cáo hai ngọn cáo quá đẹp này cô chú anh chị nhá. Hôm nay em bán giá này. Đó, tại vì vừa rồi em đã nghỉ bán vài hôm rồi nên là hôm nay em sẽ bán cái giá rất là yêu thương cho cô chú anh chị luôn. Hôm nay mà không bán được mai em sẽ tăng giá hình cáo. Hình tiếp theo ạ là hình số 2, nguyên một dề cáo. Nguyên một dề cáo nhá cô chú anh chị nhá. Hoa vừa rồi chắc là cũng khá là đậm đà. Hàng dề thì nó sẽ ra bông nó. Hàng dề thì bao giờ nó cũng sẽ ra bông rất là đều cô chú anh chị ạ, ra kiểu chuẩn kiểu bông như nhau ấy. À, trong một cái chùm hoa ấy, tạo ra cái vẻ rất là đẹp đặc biệt luôn. Cái dề cáo này là có một cây, hai cây. Hai cây lớn, hai bố mẹ và với cả hai cây con. Hai cây con khá là lớn rồi. Vừa rồi cho ba cần hoa cực đẹp luôn rồi. Cái dề cáo này xin phép được bán với giá là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này là một cái phần cáo gồm có 1, 2, 3, 4. Ồ, chỗ này cũng là cây mẹ con, một cặp đôi gồm có 3 cây luôn này cô chú anh chị này. Cáo hôm nay rất là đẹp luôn, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7 cây cáo, cả to cả nhỏ cô chú anh chị nhé. Em đếm cả cây mẹ, cây con đấy ạ. Hình cáo này em bán là 120.000 này. 120.000 sở hữu một phần cáo quá đẹp luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là một cái cặp cáo xếp bản lá dày cực xinh luôn. Một cặp đôi cáo rất là đẹp ạ. Một cặp đôi cáo cực đẹp như thế này. Cặp đôi cáo này em xin phép được bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhé. Cặp đôi cáo và đã có cây con ở đây rồi. Thì chỗ này về cô chú anh chị làm cái giỏ quá đẹp luôn. Hàng xếp rụt này. Lá xếp V xếp rụt rất là đẹp luôn nhé. Quá đẹp cô chú anh chị ạ. Cái cặp đôi cáo này quá là đẹp luôn. Thôi em bán 150.000 đi, không thì tối nay cô chú anh chị lại gọi cả đêm cái hình cáo này mất thôi. 150.000 cho hình cáo này. Sau hình tiếp theo cũng là một cái hình cáo xếp quá VIP luôn ạ. Một cặp đôi cáo bản lá cực to, chất lá ngắn rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn cái cho hình cáo này. Này gọi là hình số 5. Hình này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 160.000 cho cặp đôi cáo này cô chú anh chị nhé. Bản lá to ngắn cực đẹp luôn. Cái bản lá vừa to vừa dày rất là đẹp. Nhưng mà cái đấy cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Vừa rồi này, cái cần hoa của nó này, dài mê ly như vậy. Và sang hình tiếp theo cũng là một cặp cáo xếp, hình số 6 cũng là một cặp cáo xếp V. Cái màu sắc cáo hồng nhá. Cây này cây cáo hồng rất là đẹp luôn. À, cái cặp cáo này em xin phép được bán là 110.000. 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo lá rất là dày đẹp. Hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Cũng là một cái phần cáo xếp thẳng đẹp như thế này.
Hình số 7 này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một cái lô cáo xếp thẳng này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 này sẽ là có 2 này, 3, 1 cây mẹ con rất là đẹp luôn này. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, một cái lô cáo rất là đẹp như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, trong đó có một cây mẹ con xếp rụt rất là xinh, không bỏ lá chân và vừa rồi cho hai cần hoa đẹp tuyệt vời luôn. Hình cáo này xin phép được bán là 130.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9. Hình này 6 cây cô chú anh chị ạ. 120.000. Và hình số 10 này. Hình số 10 ở đây, hình số 10 này em bán luôn là 100.000 đi. Hình này có bao nhiêu cây nhỉ? 7 cây. Đấy, 100.000. Quá rẻ ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 11, 9 cây nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 11 này có 9 cây mà vừa rồi đã có rất là nhiều cây đang cho hoa rất là đẹp như thế này. Hình cáo này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho hình cáo này. Sang bên này đây sẽ là một cái lô gọi là lô cáo giống, nhưng mà vừa rồi ấy, thì có những cái cây cũng đã cho hoa cực đẹp luôn rồi. Đó, mà nhiều cây lá xếp ngắn rất là đẹp luôn như này. Cái lô, cả cái lô này có đến 13 cây. 13 cây chắc là phải hơn chứ nhỉ, em nhìn thấy rất là nhiều luôn. 13 cây. 13 cây mà cáo gọi là cáo thiếu niên ấy cô chú anh chị, không phải là hàng giống hẳn. Thì có cây nở hoa rồi. Cái hình này em xin phép được bán là 150.000 cho hình 12 này. Sang hình tiếp theo là hình 13, là một cái chậu cáo có 4 ngọn rất là đẹp này. 4 ngọn lá xếp thẳng tắp đẹp như thế này. Em bán cái hình cáo này với giá sẽ là, chậu cáo này em bán là 210.000 đi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14, cái chậu cáo này 5 cây cáo. 5 cây cáo em bán với giá 200.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 này có 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 5, 8 cây cáo luôn à. 2, 4, 5, 6, 7. 7 cây cáo. Cái hình cáo này em xin phép được bán với giá là 220.000 cô chú anh chị nhé. 220.000. Ôi, có một cái vòi bông hoa hồng rất là đẹp luôn. Và mật bông cáo hồng cực xinh luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16, cái chậu cáo này. Cái bản lá xếp nhá. Dày đẹp luôn. Hình này em bán với giá 150.000. Đấy, vừa rồi có một cái cây vừa gãy ngọn xong, bây giờ lại mọc lên một cái cây con rất là đẹp như này rồi. 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình 17, hình cáo 17 này. 160.000 cho cái hình cáo 17 này. Hai cây, ba cây cô chú anh chị nhá. Vừa rồi cho những bông hoa rất là xinh rồi. Hình tiếp theo hình 18 ạ. Chậu này em cũng bán với giá là 200.000 cho hình số 18. Ba cây cáo rất là to. Hình số 19 này. Đó, hình chậu cáo số 19 cũng rất là đẹp, em cũng bán với giá là 210.000. Em đảm bảo cô chú anh chị là những chậu cáo như thế này, những nơi khác người ta phải bán ít nhất 250 cho đến 300. Đây là hàng cáo mà nhà em tự ghép. Nên là cô chú anh chị yên tâm là giá bao rẻ thị trường cho cô chú anh chị. Rồi ạ, sang tiếp theo sẽ là hình 20, một cái khúc cáo nguyên bản. Nguyên bản mà trong đó có một cả một cái nhánh gì đây nhỉ? Cây lan nhện. Vừa rồi vừa nở hoa xong vẫn rất nhiều nhánh ở đây này. Cây nhện cô chú anh chị nhá. Đó, trời ơi cô chú anh chị nhìn cho em này, cái thế rất là đẹp luôn. Vừa rồi cho đang cho hai cái cần hoa, thế đẹp lắm. Cô chú anh chị nhìn ạ, cực xinh luôn cái trụ cáo này, cô chú anh chị về treo. Sang năm có giò lan cực xinh luôn. Cái trụ này có 3 cây cáo, vừa rồi cho 3 vòi bông, 3 cây cáo lá xếp, 1 cây nhện này. Cái trụ cáo này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 220.000 cô chú anh chị nhá. Làm nào để cô chú anh chị có thể nhìn thấy rõ. 220.000 rất là đẹp luôn. 3 cây thôi nhưng mà cực đẹp cô chú anh chị ạ. Thế nó rất là đẹp luôn đây. Đó, vừa rồi cho hai cái vòi bông rất là đẹp như thế này. Đó, cây bên này nữa cũng đang có một cái vòi bông và có một cái cây nhện vừa rồi vừa nở hoa xong. 3 cây cáo xếp rất là đẹp như thế này. 220.000. Rồi ạ, sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 21 này. Hình số 21 cũng là một cái trụ nguyên bản. Có hai ngọn cáo và vừa rồi cũng cho hai vòi bông rất là xinh luôn. Cái hình cáo này này, thành có 3 cây trước cô chú anh chị. Xinh xinh, rất là xinh. Em bán là 130.000, 140.000 cho cái giò cáo này cô chú anh chị nhá. 140.000. Dạ. Sang bên này đây sẽ là một cái khúc vanda mà có lẫn cả một cây cáo hồng rất là đẹp luôn. Đó, mà lẫn một bông cáo hồng rất là xinh, một cái khúc vanda. Ngắm thân lá thôi cũng đủ đẹp mê ạ. Cái hình cáo, hình khúc vanda nguyên bản này xin phép được bán là 160.000 cô chú anh chị nhá. 160.000 cho cái khúc vanda hương chanh rất là đẹp, có lẫn một cây cáo tuyệt vời này cô chú anh chị này.
ngắm thế rất là đẹp luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là những cây hoàng nhạn. Hoàng nhạn này, cái giò hoàng nhạn này ghép được hơn 1 năm rồi cô chú anh chị ạ. Đó, chậu này về để cô chú anh chị chăm sóc nhá. Em bán cái hình hoàng nhạn này giá sẽ là 180.000 cho cái chậu hoàng nhạn nhá. Là hình 23, hình 24 ạ. Bản lá mít rất là đẹp luôn này. Cái cây này tương lai cực tuyệt vời luôn. Chậu hoàng nhạn này này, cái giò hoàng nhạn này em cũng xin phép được bán với giá là 190.000. Và đó là cái chậu 24, chậu 25. Chậu 25 này em bán với giá sẽ là 180.000. Và chậu 26, 26 cái chậu hoàng nhạn này là 150.000. Và 27, 27 cũng sẽ là 150.000. Và chậu 28, chậu 28 này như có lẫn cả bạch nhạn cả hoàng nhạn, em cũng bán 150.000. Và chậu số 29, 29 này em xin phép được bán với giá sẽ là 160.000. Và chậu số 30, chậu 30 em bán cái chậu xinh đẹp này, lá mít dù gì rất là đẹp luôn, 150.000. Rồi sang bên này đây sẽ là một số hình hài hương, còn ít hài hương này thôi cô chú anh chị nhé. Giá cực rẻ cho cô chú anh chị luôn, 170.000 cho hình hài hương này, cả một lô hài hương như thế này, quá là rẻ luôn. Một trong ít những cái dòng lan hài mà có hoa thơm ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 32, chỉ có 120.000 thôi. Hình 33 sẽ là một cái cây hình hàn lá mít cực vip luôn. Đó, lá mít ngắn rất là vip đẹp luôn. Hình này em bán với giá 200.000. Hình 34 này một vẻ hài hương rất là đẹp, 160.000. Dạ, sang bên này đây, hình 35 sẽ là một cái giò phi điệp vàng. Phi điệp vàng bây giờ đang chuẩn bị có mắt nụ rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy mắt nụ ạ. Mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên rồi. Cái giò phi điệp vàng này em bán với giá là 140.000 cho hình 35 nhé. 140.000 ạ cho giò phi điệp vàng này. Sang năm cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan gọi là số mầm nó phải tăng gấp đôi. Tiếp theo 36, 36 cái giò phi điệp vàng này em bán giò phi điệp vàng này với giá là 120.000. Và hình tiếp theo 37, 37 cái giò phi điệp vàng này với giá em bán là 130.000 rồi ạ. Những hình thập hoa, những rễ thập hoa này, vẫn còn có những cây đang có nụ này. Cái rễ thập hoa 38 này chỉ có giá 50.000 thôi ạ. 39 cây thập hoa này hoa nụ vàng hồng rất là đẹp luôn. Cái rễ thập hoa này xin phép em bán với giá 60.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Mới rễ thập hoa cực bự. Ôi dồi ôi, chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Chi chít nụ luôn cô chú anh chị nhá. Siêu nhiều nụ, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Ôi trời ơi, quá là đẹp luôn. Cái rễ thập hoa này xin phép bán 110.000, chi chít nụ. Tiếp theo sẽ là hình số 41. Với rễ thập hoa này vẫn còn có những cây có nụ, em bán 60.000 cho rễ thập hoa này. Và hình số 42. Hình 42 một cái rễ rất là đẹp luôn. Rễ này thân đen như vậy chắc là hoa sẽ tím rất là đẹp. Cái rễ thập hoa này em bán là 90.000, cái rễ cực bự luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 43. Hoa đây cô chú anh chị ngắm này. Đó, hoa cánh hồng và mắt cái họng đen rất là, họng đỏ rất là đẹp như vậy. Cái rễ thập hoa này em bán là 80.000 ạ. Này em còn có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size nhé, 1 2 3 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong kg. Các chế phẩm dành cho hoa lan, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Atonic 12.000 trong một gói, Thu Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ, liền da mỹ tiến 40 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ, xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ. Và cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 trong một lọ. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn. Kinkinbun thì em bán với giá sẽ là 25.000 trong một gói nhé. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một túi ạ. Và dây buộc lan chiều dài 100m, rau cắt kèm theo tiện dụng 35.000 trong một cuộn. Đặc biệt phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong 1/2 tháng. Sản phẩm này em bán là 35.000 trong một túi nhé. Sản phẩm này phải nói là một cái sản phẩm cực hoàn hảo. Bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu và đặc biệt là hạn chế nấm bệnh tuyệt vời và cực kỳ là lành tính. Thoải mái cô chú anh chị bón hay là trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu dễ luôn. Nên là ngay cả những cô chú anh chị mới chơi lan cũng yên tâm cho em khi sử dụng sản phẩm phân bón này. Bên này em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán với giá là
Một lọ như vậy với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Có rất là nhiều những tác dụng liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Ngoài ra cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời, giảm đau cực hiệu quả, không gây nóng rát ạ. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.